xin chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình mình là phú đây thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ để giúp cho các bạn có thể biến cái laptop của các bạn hoặc là cái máy tính bàn nếu như các bạn sử dụng wi-fi nha mà đang chạy cái windows 10 đó biến nó thành một cái trạm phát sóng wi-fi cực kỳ hữu ích luôn để giúp cho các bạn có thể truy cập được nhiều cái thiết bị khác vào trong cái mạng wi-fi nếu như mà máy các bạn à, à, sử dụng cái windows 10 ha rồi, ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Thì ở trên Windows 10 á, các bạn sẽ làm như sau nè. Các bạn bấm cho mình tổ hợp phím là phím Windows và chữ S ha để nó gọi cái hộp thoại tìm kiếm như thế này này. Đó, hoặc là các bạn à, có thể là bấm vào ngay chỗ này cũng được. Bấm vào đây này. Rồi các bạn chọn cho mình là O setting. Đấy. Rồi, các bạn tìm đến cho mình cái mục là Network and Internet đây này, bấm vào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là Mobile hotspot. Mobile hotspot. Đấy, thì à, cái mục này nó có nghĩa là nó là cái uh, giúp chúng ta tạo ra được cái trạm phát sóng đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ on này lên, lên cho mình. Nó đang off nè. Bạn on lên. Đấy các bạn on nó lên. Thì lập tức cái wifi ở trên cái laptop của các bạn nó sẽ biến thành một cái cục phát sóng wifi. Nha. Các bạn nhớ là cái máy của các bạn phải có wifi nha. Nếu máy bàn thì các bạn phải có wifi thì mới làm được. Đó các bạn on lên. Thì lập tức nó sẽ biến cái máy của bạn thành cái cục phát sóng wifi. Nó giống như là cái cục wifi của các bạn vậy đó. Và các bạn nhớ là các bạn phải kết nối vào wifi ha kết wi-fi đây rồi sau khi xong thì các bạn ở đây nhìn đây này nó có thể là à, chia sẻ cái internet của các bạn qua wi-fi hoặc là qua bluetooth cũng được thì à, nếu ví dụ các bạn à, sử dụng wi-fi à, thì các bạn à, sẽ chọn wi-fi nếu sử dụng bluetooth thì các bạn chọn bluetooth thì ở đây mình khuyên các bạn nên sử dụng wi-fi để cho cái sóng được ổn định và nước mạnh mẽ nhé sử dụng wi rồi ở đây là những cái cài đặt à, khi mà các bạn à, kết nối vào có nghĩa là khi mà các bạn à, à, bật cái tính năng on này lên đấy thì cái laptop các bạn nó sẽ giống như là một cuộc cục wifi. Và ở đây này, các bạn sẽ chọn edit để các bạn sửa. Ha, ví dụ như mặc định ở đây ấy, mình đang để là tên của mình nè. Rồi cái password như này. Đó, thì khi mà các bạn à, ví dụ mình dùng một cái điện thoại, mình bật wifi lên và mình dùng mình dò wifi á thì nó sẽ dò ra được cái một cái mạng tên là Phú như thế này. Và khi mà mình nhập vô nó bắt mình phải gọi password Thì mình gọi cái password cái này, này vô thì mình sẽ kết nối được Và ở cái mục Network Band này này Nó có ba lựa chọn Ví dụ như các bạn chọn 2.4G 2.4GHz này đấy Thì các bạn chỉ xài được cái tần số 2.4 này thôi Còn nếu mà chọn 5, băng tần 5 này Thì các bạn chỉ dùng được cái băng tần 5 thôi Thì ví dụ như những cái thiết bị đời mới Thì nó hỗ trợ băng tần, băng tần 5 còn những cái thiết bị cũ á, nó chỉ có băng tần là 4 2.4 thôi. Cho nên nếu như các bạn mà chọn hai cái này á, nó rất là bất tiện. Cho nên mình khuyên các bạn nên chọn là any available. Có nghĩa là bất cứ cái nào truy cập vào cũng được hết, chọn là any available, chọn này. Rồi các bạn có thể đổi tên ha, thay đổi tên rồi thay đổi password tùy các bạn nha. Rồi sau khi xong các bạn nhấn save lại. Đó, rồi như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ à, sử dụng một cái điện thoại để mình thử kết nối vào cái mạng à, hotspot này xem sao nhé. Và các bạn nhớ khi mà các bạn muốn sử dụng, các bạn nhớ là phải kết nối wifi cho cái máy tính các bạn trước nha. Đó ở đây mình đã kết nối rồi này. Rồi ok bây giờ mình sẽ dùng điện thoại để mình à, kết nối thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái điện thoại android và mình thử kết nối vào cái mạng hotspot à, phát từ cái laptop của mình thử xem sao nha. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ vuốt từ trên xuống nè. hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái menu này cũng được cho nhanh. Các bạn vào cái phần cài đặt ấy, setting. Rồi. Các bạn chọn cái phần là Wi-Fi này. Thì bây giờ mình đang kết nối vào cái Wi-Fi của nhà mình rồi. Bây giờ các bạn thấy này. Khi mà mình ví dụ mình off đi nha. Mình off Wi-Fi đi này, mình mở Wi-Fi lại nha. Đó, thì nó sẽ tìm ra. Đó, nó sẽ lập tức nó tìm ra được cái mạng trên cái laptop của mình. Thì cái này lúc trước mình đã thử kết nối rồi Cho nên nó đã nhớ được cái password rồi Bây giờ mình mở lên là tự động kết nối luôn Bây giờ mình thử tắt nó đi nha Để mình kết nối lại cho các bạn coi Rồi mình quên nó đi này Đó, rồi bây giờ các bạn nhìn này Mình refresh lại một cái nha nè, mình tắt đi, mình mở lại đi cho nó dễ Rồi mở lại này Đó các bạn thấy không lập tức nó sẽ dò được cái mạng wifi tên phú của mình này bây giờ mình kết nối vô nha, bấm chọn nè đó nó yêu cầu mình đánh bắt thì mình sẽ có bắt là một hai ba bốn năm sáu bảy cái bắt mà mặc định của nó lúc nãy đó các bạn ha đấy rồi sau đó mình ấn connect cho nó kết nối vô Đó giờ nó đang kết nối phà phà luôn các bạn Kết nối rồi đó Nó đã có mạng rồi ha Các bạn nhìn là cái cột sóng wifi trên này nó rất là phà phà luôn Rồi bây giờ mình thử vào mạng thử nha Mình sẽ vào cái youtube thử đi à, youtube này Để Cho các bạn coi Chạy sướng luôn Đấy chạy sướng luôn này các bạn Thấy không Chạy phà phà luôn á đó mở một cái thử cho các bạn coi nha à, à coi đánh võ đi mình khoái con này lắm đó các bạn thấy không chạy rất là mượt mà nha chạy rất là mượt mà luôn đó ấy vậy là cái mạng wi-fi mà bắt được từ cái hotspot trên cái laptop của mình chạy rất là đã Đấy. thì uh, khi mà các bạn uh, đi đến những cái nơi nào đó mà ví dụ như uh, các bạn không có cái cục để phát wifi mà các bạn có cái laptop thì các bạn có thể sử dụng cái chiêu này để uh, các bạn chia sẻ các bạn wifi ra và tất cả mọi người xung quanh đều có thể sử dụng được ha uh, thì uh, đến đây uh, mọi uh, một số người sẽ nói uh, là uh, tại sao không sử dụng cái điện thoại để phát luôn thì uh, các bạn dùng cái cách này á uh, các bạn uh, đã bị tốn pin cái điện thoại là thứ nhất cái thứ hai nữa là cái điện thoại các bạn nó không có bị nóng nha sử dụng laptop thì nó chạy nó đỡ hơn rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công